Tam vị xứ mường dương văn, tam vị xứ mường thịnh, xứ đệ nhất tây thiên, mời xứ lai giáng cực đồng tối linh.
bạn đến đây. Sáng sáng người tiên tử đang đi về, đang đi về bạn đến đây. Để dành lời sau, đôi tay tiền hai quả tin thành, hai tay hai lộc hai cùng dành cho độc. Lộc tài, lộc tài xưa mới ban ra, bốn phương ngồi họp để ta tháng ngày. Tiền tốt lụa dày, bồng lộc so nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con kia sớm phúc thờ, 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1, 14 hôm rằm 14. Vâng lệnh trời.
giáng phúc từ ta. Muôn dân thiên hạ ai ai thịnh cường, đẹp Chúa là đạo duy trường. Khi Chúa nghiệp về thoát hoàng vui hương, sẽ loan thanh giá hồi cùng. Người đời dâng mắt thiên xuống để nhìn trên huyền hồn, phú đền công suối từ đồng ứng minh. Ai lên tới sơn lâm màn bắc hỏi thăm đền, ta Chúa quyền nơi nào cứ liền phố kép mà y. Đông đào cành tiêu bốn mùa hoa quả dâng lên ý ý à. Lập đôi bên xa Chúa ngự ngôi cao dầu dầu nét mặt trước gầy son, Chúa dựng phía sau là châu cùng với quả tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm sao được tiền tỏa sáng, soi đường đời, soi đường đời đẹp làm sao. Phía sau là sầu cùng mi với quả cau
Tiên đài tiết chấp sơn màu xanh lam, chúc nguyệt anh linh lừng lẫy trên ngàn tam tòa chùa bói sơn trang ai đầy. Đền phụ sự như tiếng xưa, chuyện cũ nhà Lê có người con gái sinh ra ý à. Hiền hòa thật tâm, dốc lòng kính thờ cha mẹ, gặp được thầy quỷ cốc thiên sinh, một đời chú bà vì nước vì dân. Sa thanh gia cuối cùng quê nhà Lâm Thao ý cao mày quê nhà, đền thờ bàn chúa ót đã trên vùng nghỉ hoa cuồng. Đền thờ xưa tuy tòng tuy túc sức ngừa đê, nghe quỳ tiệt xuống bà ngọc diệp kiếm chi ý ai. Diệp kiếm chi phép mường phép mọi ai thời giảm đa, nay giữa vợ ơi xuống đắng lực lực danh ý à. Thời chú giao cảnh dáng phù linh,
xem coi thế gian nghe chú nhân từ đức độ cao xa. Phật cúng bái mười phương độ trì, tánh dâng nhang nguyện chú niệm từ bi. Bằng tre mang nửa cơm lâm trà ngàn đi. Chân Chúa đã bước tới đâu, gieo mầm
thịt thính khế xùa măng vâu tiền dâng xuống ba bỏ quanh vỏ xanh sầu tim canh phượng lại hay thuốc lào y ta gần lên Chúa mai đêm ngày lễ mai đông vui ý an dòng ai sống ai già đừng đừng hòng Chúa thương ý. Cứu những người dân lành mắc nạn, diệt những loài tàn sát yêu tinh, Chú bà đồ cho những kẻ hữu sinh. Tiên dược cứu người dương thế vượt qua vùng lục thủy thao giang ra tay xẻ núi bạt ta y a
cầu của chú cho gái trai đẹp lòng. Biết chú bà ra chú cho nước xây một dòng nghề, ai sớm ai ra đừng nghe lòng chú thương ý ý à. Sao thành ra hồi cùng